Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn Yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu trên báo Phong Lan Sơn tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của cơ sở đang dừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 12 năm 2019. Chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối Giáng sinh thật an lành và ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em hôm nay vẫn có rất là nhiều mặt hàng lan để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn, rất nhiều mặt hàng kg, hàng đẹp và thêm những cái phần hàng lan chơi thuần, chơi hoa Tết, hàng đang hoa và đang nụ rất là xinh luôn. Bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên đó là một cái dòng lan rất đáng sưu tầm, đó chính là dòng hàng Giáng Hương Tam Bảo Sắc Hoa Vàng. Dòng cây này thì thân lá thì nó cũng tình trạng lá không phải là xếp rụt như là những cái dòng Tam Bảo Sắc hàng khác của chú anh chị ạ. Nhưng mà đổi lại thì cái mặt hoa của nó cái màu vàng rất là đẹp, màu vàng đậm gần giống như là hoàng nhạn luôn, mà cái hoa rất là thơm luôn ạ. Và đây là mặt hoa của nó đây cô chú anh chị nhé. Và cái dòng hàng này nói chung là nó phân bố khá là hẹp, không có phân bố nhiều. Và cái hàng này cũng khá là ít có trên thị trường, không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Thì lâu lắm rồi thì em mới có cái lô này, hàng này về. Thì cái riêng dòng này thì ở một số nơi có thể nở vào tháng 4, cũng có một số nơi có thể cũng có một số cây có thể nở vào tháng 8. Ví dụ như nhà em thì ở những lô trước thì em lấy về có những cây nó nở vào tháng 8, tháng 9 dương lịch cơ cô chú anh chị ạ. Thì dòng Giáng Hương Tam Bảo Sắc Hoa Vàng này em xin phép được bán với giá chỉ 150.000 cho 1 kg, một dòng hàng đáng sưu tầm ạ. Còn bên này đây là hàng đai châu khai thác ở rừng, đai châu rừng bóc trụ, hàng lá xíp xếp và lá mít rất là đẹp như thế này. Và em thấy là cái lô hàng này về thì hiện tại có những cây mà nó đa số là đang phần là đang nụ như thế này. Đấy, có cái cây thì nó đã hoa rồi, đã hoa rồi cô chú anh chị này, đó đang nở dần, cái vòi hoa cực kỳ là dài luôn và thơm nức mũi luôn cô chú anh chị ạ, rất là thơm luôn ạ. Thảo nào mà người ta lại yêu thích cái dòng đai châu như vậy, thơm và rất là bền. Dòng đai châu rừng bóc trụ này thì số cây dao động khoảng tầm 2 đến 5 cây trên 1 kg. Em bán với giá là 620.000 cho 1 kg. Hàng rừng bóc trụ và cây lực rất là khỏe của chú anh chị này. Đó, hàng bản lá đanh, khỏe. Còn tiếp theo bên này cũng là đai châu nhưng mà đây sẽ là dòng đai châu Thái cô chú anh chị nhé. Đây là tình trạng dòng đai châu Thái ạ. Đai châu Thái thì so với hàng rừng bóc trụ thì đai châu Thái thì nó sẽ có phần lỗi lá hơn một xíu. Và dòng đai châu Thái này cũng là hàng cũng đang rất là nhiều nụ, tất cả mọi cây thì gần như là đang nụ. Đó, tất cả mọi cây đều đang nụ và 1 kg rơi vào khoảng tầm 6 đến 10 cây. 6 đến 10 cây trên 1 kg, hàng rất là sai nụ luôn. Dòng đai châu Thái thì nó lại hay hơn ở hàng châu rừng, chỗ là nó sẽ có rất là nhiều màu sắc đẹp này. Và hoa cũng rất là thơm và bền cô chú anh chị ạ. Em bán 580.000 cho 1 kg dòng châu Thái thôi cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây là đô lô kiều vàng mỡ gà vùng Cao Bằng. Rất là xanh đẹp như vậy này, quý anh chị này. Hiện tại thì kiều em thấy là nó cũng đang cái lùm lùm là cái mắt nụ cũng đang chuẩn bị sưng để chờ hoa xuân rồi. Mướt đẹp như vậy em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhá. Còn bên này là lô đùi gà vùng Cao Bằng, thực sự là gà vùng Cao Bằng bọn em thì nó rất là ít luôn, cái thân thì nhìn gần giống như là hàng gà dẹt. Nhưng mà ra hoa là mặt gà tròn cô chú anh chị nhá, cũng đang chuẩn bị nứt nụ rồi đấy ạ. Sưng nụ rất là to rồi, sưng mắt nụ rất là to rồi. Đùi gà vùng Cao Bằng thì sẽ có mắt nhung đen, cánh tím rất là tuyệt vời. Gần nứt nụ hết rồi cô chú anh chị này. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Đùi gà của vùng Cao Bằng, hàng rất là đẹp. Hoàng thảo môi tua hay còn có tên là Hoàng Long Vĩ. Hàng này em bán 120.000 cho 1 kg. Bên này đây là dòng Long Tu Xuân của chú anh chị nhé. Một dòng lan rất là phổ thông và gần như ai chơi lan cũng đều có. Bởi vì cái sắc đẹp của nó, hoa sai, đẹp và sắc rất là quý phái. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg dòng Long Tu Xuân ạ. Và đây là đùi gà dẹt nhá. Bên kia lúc nãy là đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, còn đây là đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt hàng này thì lùn lùn các chú nhá, anh chị nhá, nó khá là ngắn. Nhưng mà cái hàng này thì cũng hiện tại cũng đang nhú nụ hết rồi ạ. Ngắn ngắn nhưng mà cũng đang nụ hết rồi. Hàng này thì lên chậu sẽ rất là xinh.
Em bán là 180.000 cho 1 kg dòng đùi gà dẹp. Và bên này là hoàng thảo hoàng lạp, thực sự hàng rất là đẹp luôn ạ. Giá chỉ có 120.000 cho 1 kg hoàng thảo hoàng lạp thôi cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo ý ngọc hàng hiện tại đang nứt nụ rồi này. Hàng 100% thân tơ nên là cô chú anh chị mua thì không phải bị cân cái thân già. Rất là bình thường là cứ phải một thân tơ kèm theo khoảng tầm 3-4 cái thân già. Thì cô chú anh chị mà lấy thì cái thân già sẽ rất là nhiều. Và để mà có được những cái tay để mà ngắm hoa thì sẽ ít. Nhưng mà hàng này 100% thân tơ như vậy, cô chú anh chị mua sẽ được ngắm hoa rất là nhiều luôn. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg hoàng thảo ý ngọc nhé. Còn đây là nhất điểm hồng nhá cô chú anh chị. Nhất điểm hồng hàng cũng đang mùa xuống lá, thân căng mướt, hứa hẹn mùa hoa rực rỡ đấy ạ. Nhất điểm hồng với giá 110.000 cho 110.000 cho 1 kg thôi. Còn bên này là dòng lan mang tính phong thủy rất là hay, đó là những cái cây hoa thẻ bài cô chú anh chị nhá. Những cái cây hoa thẻ bài này thì cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Rất là xinh. Hàng này cô chú anh chị này. Những cái thẻ bài màu hồng rất là đẹp như vậy. Và em bán với giá là 80.000 cho một gốc, nó rất là bền. Và ngoài cái thẻ bài hồng kia ra thì em thấy là nó còn ra cái kiểu hoa cánh bướm ở bên cạnh nữa này. Đó, tím này. Nếu như cô chú anh chị nào mà không thích cái gánh hoa bướm này thì cô chú anh chị có thể cắt đi. Còn nếu mà không thì cô chú anh chị có thể để này. Hàng này thì nó mang tính phong thủy, đó chính là cái sự may mắn và sự tài lộc, sự an lành cho gia chủ ạ. Và ngoài ra thì nó còn có tác dụng là lọc không khí cô chú anh chị nhá. Với giá có 80.000 cho một gốc thẻ bài xinh như vậy. Và bên này là dòng Vanda. Dòng Vanda này, những cây Vanda lá xếp tuyệt sinh luôn. Và Vanda thì cô chú anh chị, dòng Vanda này thì hoa sẽ rất là thơm và bông hoa cực kỳ là to nhá. Hàng hiện tại tất cả là 100% là đều đang nụ. Hàng sẽ nụ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị này. Đây là cây mặt hoa của dòng Vanda này nhá cô chú anh chị. Đó, mặt hoa của nó đây. Mặt hoa nào cũng đều rất là đẹp ạ. Và đây là tình trạng cây, cây rất là khỏe. Lá xếp nhiều cặp lá và đang nhú nụ đẹp như thế này. Cái kích thước của một cái bông hoa cây Vanda này nó sẽ khoảng tầm 8-10 cm cô chú anh chị nhé. Đang nụ chuẩn hoa Tết và hương rất là thơm. Còn bên này là một cái dòng lan Vanda Lai Mokara. Vanda Lai Mokara này thì cô chú anh chị có thể ngắm cho em. Hàng này chơi thân lá, chơi rễ đều rất là tuyệt vời. Và dòng hàng này thì nó được lai tạo giữa cái cây Mokara, cái dáng vươn cao với cái cây Vanda có mặt hoa rất là đẹp và thơm, tạo ra một cái cây gọn khá là hoàn hảo cô chú anh chị ạ. Hàng thì hiện tại là đều đang có nụ nhá, đều đang có nụ đấy ạ. Hàng này thì rất là siêng nụ và siêng hoa luôn. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy này, một loạt ở bên dưới này là những cái nụ ở những cái thời gian trước ạ. Giờ thì nó cũng đang tiếp tục nụ này. Mỗi một cây Vanda Lai Mokara đẹp từ thân lá đang có nụ như vậy. Em bán với giá là 150.000 cho một cây cô chú anh chị nhá. Và đây là những củ tiên ông này cô chú anh chị này. Bộ rễ trắng muốt và những cây này thì đảm bảo giống luôn, hiện tại đang phát triển rất là mạnh nhá. Rất là khỏe. Hàng này thì cực kỳ là bền và dễ sống ạ. Những cái củ tiên ông này thì cô chú anh chị có thể trồng đất hoặc là trồng thủy canh. Trồng thủy canh để trong nhà thì rất là đẹp luôn. Cái bộ rễ trắng, cái hoa của nó vươn cao, sắc màu, nhiều sắc màu rất là đẹp ạ. Và mỗi một củ tiên ông như vậy em chỉ bán với giá là 40.000 thôi. Mấy củ tiên ông này thì gần như là Tết đến xuân về, họ đều, những cái nhà đều rất là ưa chuộng cái cây này. Bởi vì nó mang tính phong thủy, nó chính là sự an lành và sự may mắn cho gia chủ ạ. Nó mang cái tính như là xua đuổi những cái tà khí của chính trị nhá. Củ tiên ông với giá 40.000 cho một củ. Trồng làm cảnh, trồng thủy canh, trồng đất đều rất là dễ dàng, dễ sống ạ. Còn bên này là vũ nữ hồng lâu mộng này. Vũ nữ hồng lâu mộng hàng chi chít nụ như thế này, em bán với giá là 90.000 cho một gốc vũ nữ hồng lâu mộng của chính trị nhá. 90.000 một cốc thôi ạ. Và bên này là những giò sơn thủy tiên rất là đẹp. Cô chú anh chị có thể mua về làm quà tặng cho người thân bạn bè đều rất là xinh nhá. Rất là đẹp ý nghĩa. Em bán với giá là 250.000 cho một cốc. Và bên này là những cái cây phi điệp mà có mặt hoa rất là đẹp. Mặt hoa rất là đẹp xuất sắc mà được nhà vườn nhân giống ra lai tạo giống. Và hàng này thì hiện tại thì nó cũng đã thắt hết ngọn rồi. Nên là thời gian này cô chú anh chị lấy để mà sang chậu là rất là thời gian rất là đẹp.
đẹp nhất trong năm cô chú anh chị nhé. Mầm nó chưa lên mà cây đã đứng cây hết rồi. Về cô chú anh chị sang chậu thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cây ạ. Và thứ nhất là em có cái dòng lan, đó chính là phi điệp giả hạc châu Như nhé cô chú anh chị. Cái kích cỡ của cây là rơi từ 12 cm trở lên. Hàng này thì có thể bói cho hoa bói vào cái mùa xuân sang năm sau này. Và đây là cái mặt hoa của giả hạc châu Như nhé cô chú anh chị. Quá là tuyệt vời, rất là xinh lung linh như thế này. 150.000 cho một cốc giả hạc châu Như. Còn bên này là giả hạc ta ly lưỡi đỏ nhé cô chú anh chị. Ta ly lưỡi đỏ, cái lá tròn đốt rụt rất là đẹp. Và dòng ta ly lưỡi đỏ này cũng là cái cây mà có mặt bông bệt rất là đẹp như thế này. Cũng với giá là 150.000 cho một cốc của chú anh chị nhá. 150.000 cho một cốc ạ. Đó, rất là đẹp. Còn bên này là một cái dòng lan, cũng là dòng lan giả hạc. Có sức sống rất là mãnh liệt và thân cực kỳ là nù. Mỗi một chậu như vậy thì nó ít nhất là từ hai thân tơ trở lên. Đó, hai thân hoa nù cực kỳ là nù luôn. Em bán với giá là 130.000 cho một cốc giả hạc Đắc Lây cô chú anh chị nhé. Và bên này dòng giả hạc Pháp này, mỗi một chậu từ 4 5 thân hoa trở lên. Đó, 4 5 thân hoa trở lên. Em bán với giá chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị. Về sang chậu thì sang năm sẽ có một giò giả hạc rất là đẹp luôn nhá. Có 100.000 thôi ạ. Đó, cực kỳ là rẻ luôn. Và bên này là đen rô xuân này cô chú anh chị. Hôm nay em về rất là nhiều đen rô xuân luôn. Hàng chi chít nụ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị. Và đây là những cái bông hoa đen rô xuân đầu tiên mà em thấy là nó đang nở sớm ạ. Cái sắc tím rất là yêu luôn. Cái bông hoa to cô chú anh chị nhá. Và có hương thơm ngát ạ. Đó, hoa này thì độ bền phải trên 2 tháng nhá. Và mỗi một cái cốc đen rô xuân như vậy này, hàng chi chít nụ, mỗi một chậu là ít nhất là từ 2 thân hoa trở lên, nù và nhiều nụ đẹp như thế này. Em bán với giá là chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị nhá. 130.000 cho một chậu như vậy. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu giúp em hai chậu thôi là mình có một cái giò trưng Tết rất là đẹp rồi. Và để trên bàn phải nói là nó cực kỳ là xinh, rất là yêu luôn nhá. Và đây cô chú anh chị nhìn này, mình vừa chơi được hoa mà vừa lại có lộc luôn này. Ngắm lộc luôn nhá, rất là đẹp luôn. 130.000 cho một cốc thôi. Và bên này là những cái giò địa lan Sato này cô chú anh chị này. Những giò địa lan Sato hôm nay em về rất là nhiều. Mà hàng hiện tại thì hàng hôm nay về em có hai màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Thứ nhất là màu vàng mít ạ. Thứ nhất là màu vàng mít này cô chú anh chị. Hàng thì rất là nhiều cái tay hoa nhá. Mỗi một chậu như vậy thì nói chung là đa số là từ 6 tay hoa cô chú anh chị ạ. Từ 6 tay hoa trở lên. Đó, cái màu sắc. Hiện tại thì hàng cô chú anh chị nhìn thấy rồi, đang đa số là nụ. Và hàng này chắc chắn là sẽ chuẩn hoa Tết vô cùng luôn. Hàng này thì độ bền của nó cũng phải từ trên 2 tháng trở lên nhá, 2-3 tháng độ bền của nó. Một số cây thì đang hé nụ ạ. Cánh vàng và lưỡi đỏ rất là đẹp như thế này. Mỗi một chậu là từ đây, ví dụ như chậu này có 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7. Nói chung là từ 6 tay hoa trở lên hết ạ. Màu vàng mít này, màu vàng mít này em xin phép được bán với giá là 550.000 cho một chậu. Nói cái giá nó quá là yêu thương. Cái hàng này thì em nghĩ rằng một dạo nữa, một vài ngày nữa thôi, sang khoảng tầm 5-10 ngày nữa thôi thì những cái giò này cô chú anh chị mua tại địa phương có thì giá nó sẽ không rơi dưới 800.000 cho một giò cô chú anh chị ạ. Đó, 6-7 tay hoa mà chỉ có 550.000 thôi. Và bên này là cái màu màu phượng hoàng rất là đẹp này. Màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Hàng này thì mỗi một chậu là cũng từ 5 tay hoa. Từ 5 tay hoa trở lên. Và hàng này thì em chỉ bán với giá là 500.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đó. Cô chú anh chị muốn lấy màu vàng mít hay là màu cam phượng hoàng này thì cứ báo em. Và hàng thì đều đa số là nụ. Và có thì chỉ có một số nhánh nó he hé nở một xíu thôi cô chú anh chị ạ. Là đảm bảo chuẩn hoa Tết rực rỡ cho cô chú anh chị nhá. Hàng hôm nay em về rất là nhiều luôn ạ. Và bên này là phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này cô chú anh chị. Cô chú anh chị cùng xem cho em cái mặt hoa của nó này. Cánh trắng muốt với cái họng hồng rất là đẹp nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn toàn cảnh một cái giò đẹp. Rất là nhiều tay hoa đẹp như thế này. Hàng này ngoài cái mặt hoa rất là đẹp đó thì nó còn rất là quý là nó sẽ nở chuẩn vào Tết luôn này cô chú anh chị này. Đó,
hàng đang nụ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị xem này, những cái cây điệp như thế này, phi điệp năm cánh trắng như thế này, Tết đến cô chú anh chị có một cái giò mình trưng trong phòng khách thì cô chú anh chị thấy là quá là sang chảnh, quá là đẹp luôn ạ. Em bán một thân như vậy với giá là 300.000 cô chú anh chị nhá. 300.000 và cô chú anh chị sau khi chơi hoa xong mình có thể cắt những phần mà không có hoa này để mà nhân giống nhé. Một cái dòng hàng rất là giá trị luôn cô chú anh chị ạ. Chỉ 300.000 cho một chậu rất là xinh như thế này. Đấy, quá là yêu luôn. Đó, đẹp lắm cô chú anh chị này. Và ở đây nếu như cô chú anh chị nào muốn lấy cái giò nó lớn hơn thì ở đây em có một cái giò lớn hơn, nụ đều tăm tắp luôn, có 2 4 6 6 thân hoa, 6 tay hoa, cả ngắn cả dài cô chú anh chị nhé. Thì cái giò này em xin phép được bán với giá là 1.200.000. 1.200.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. 6 thân hoa nhưng mà chỉ có 3 thân khá là dài thôi, còn 3 thân bên này là nó ngắn hơn nhé. Đó, 1.200.000. Còn đây là những cái giò trầm rồng đỏ nhá, hàng đang nứt nụ cho hoa Tết đấy ạ, hoa Tết hoặc hoa xuân nhá, tùy từng khí hậu của từng vùng miền. Và những cái bông trầm rồng đỏ thì mặt hoa cực kỳ là đẹp. Đó, cánh bầu bông hoa to và hương thơm rất là thơm, hoa bền nhá cô chú anh chị. Hoa rất là sai hoa. Một dòng hàng rất là giá trị trên thị trường. Hiện tại thì cũng đang nứt vỏ lụa. Đang cái thời điểm rất là đẹp này cô chú anh chị này. Những cái cây như thế này, nứt như thế này, nứt nụ như thế này thì khi mà cô chú anh chị đóng gói vận chuyển thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nụ nhá. Nên cô chú anh chị sẽ chơi hoa rất là trọn vẹn luôn. Em có cái hình số 2 4 5. Hình số 1 ạ. Hình số 1 này có 3 tay rất là to, thêm 2 tay hoa nhỏ nữa này. Cái hình này em bán với giá 800.000. Đó, cô chú anh chị nào sở hữu cái giò này thì Tết khi mà ra hoa thì quá rực rỡ luôn nhá. Hình tiếp theo là hình số 2, hai thân to nù luôn cô chú anh chị này. Hai thân to nù luôn, cái ngón tay cái của em nó không là cái gì luôn ạ. Đây ạ. Đang nứt nụ đây cô chú anh chị nhá. Cái hình này thì em bán đây ạ. Ngay từ cái đoạn sát gốc như thế này cô chú anh chị cũng nhìn thấy là nó đang nứt nụ ạ. Tít lên đoạn trên này thì cô chú anh chị thấy là nó vừa sai hoa mà bông vừa to, đẹp như thế này, rụt đẹp như thế này. Quá là đẹp luôn. Em bán hình này với giá là 500.000 cô chú anh chị nhá, là hình số 2 ạ. Hình số 3. 820.000 cho hình này, 4 thân hoa. 4 thân hoa đang rụng hết lá và thêm hai cái thân này nữa. Thêm hai thân ngắn này nữa cô chú anh chị nhìn này, cái lá này. Đó, lá tròn xoe như thế này các bạn, dòng trầm rồng đỏ khi mà có lá này, vừa chơi lá vừa chơi hoa đẹp vô cùng luôn nhá. Tiếp theo hình số 4. Hình số 4 này hai tay hoa em bán với giá là 400.000. À 450.000. Hình số 5, 800.000 ạ. 800.000, 4 thân hoa cô chú anh chị nhá. Hình số 6 với giá là 480.000, 2 thân hoa dài đẹp. Hình số 7 cũng 800.000, giò này cũng có 4 thân hoa, rất là nù luôn. Hình số 8 với giá 780.000 cũng có 4 thân hoa. 4 thân hoa cực kỳ là đẹp. Nứt nụ hết rồi ạ. Hình số 9 với giá 780, 4 thân hoa. Hình số 10 với giá 780. Em dám khẳng định rằng cô chú anh chị không mua nơi nào có thể rẻ hơn cái giá mà em đã bán ở đây ạ. 780.000 cho hình số 10. 4 thân hoa, hình số 11 có 2 thân hoa và một cây đã nụ rất là lớn rồi. Một số nụ rất là lớn rồi, còn cái này thì nụ nhỏ thôi nhá. Hình này em bán với giá 440.000. Và bên này sẽ là những cái phần phi điệp tím bốc chuẩn rừng vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Vùng miền Cao Bằng được coi là một vùng miền có mặt hoa phi điệp rất là đẹp. Đa số là cánh sáp bóng và khuôn bông hoa rất là to. Đây là một số mặt hoa mà sổ trực tiếp tại vườn nhà em này. Đó. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Không chê vào đâu được, cái mặt bông nào cũng không thể chê được luôn. Em cảm thấy thế ạ. Đó, sở hữu cái mặt hoa nào cũng đều rất là xinh. Đây là những cái mặt hoa mà em rất là phổ thông, chưa có gọi gì là đặc sắc nhé cô chú anh chị. Hàng tầm này, đây là cái thời điểm tuyệt vời nhất để cô chú anh chị có thể kích ki ạ. Có thể kích ki và có thể là nhân giống này. Đó, ươm ki hoặc là kích ki. Hình số 12 em bán với giá này, hình số 12 phi điệp tím Cao Bằng. Có hai dề này, em bán với giá chỉ 300.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hình này chắc chắn sang xuân cô chú anh chị được ngắm hoa rồi. Hình tiếp theo, hình số 13. Một cái dề phi điệp tím nó dài khoảng tầm 80 cm. Em bán 550.000 cho dề này. Hình số 14. Một dề phi điệp tím cực nù luôn. Đó, cái cây phi điệp tím này cực kỳ là nù. Hai mắt ngủ đây.
rất là khỏe. Hàng này chắc chắn sang xuân cô chú anh chị về kích được, nó phải ít nhất phải tầm, kể cả không kích, kích một xíu thôi, cô chú anh chị chỉ cần kích một xíu thôi thì chắc chắn là phải được hai mầm quá đẹp nhá. Hình này đấy là hai mầm ạ. Còn nếu như cô chú anh chị là người khéo thì phải được rất là nhiều, rất là lợi luôn. Cái hình số 14 em bán 600.000 cho hình số 14. Hình số 15 này, hình số 15 với giá 520. Một cái mầm tơ dài khoảng tầm 6-70 cm. Hình số 16, hình số 16 đây, một mầm tơ dài khoảng tầm 80 cm, 80 cm cô chú anh chị nhá, mắt ngủ rất khỏe, bán 620.000. Đây, hai mắt ngủ rất là khỏe, đấy là mắt ngủ mầm tơ thôi, còn em chưa nói đến những cái mắt ngủ của những thân già nhá. Hình tiếp theo là hình số 17, một thân hoa dài khoảng tầm 60 cm, 70 cm, em bán 500.000 ạ. 60 cm dài khoảng như vậy, 500.000 kèm theo rất là nhiều thân già. Đấy, thân này khá là xanh vàng cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này, hai mầm tơ này, hai mầm tơ quá đẹp luôn ạ. Dài khoảng tầm trên 6-70 hết nhé cô chú anh chị. Em bán 950.000. Đó, 950.000 cô chú anh chị có thể sở hữu một giò điệp của vùng Cao Bằng rất là đẹp ở sang năm nhá. Rất là sum suê luôn cô chú anh chị này. Hình tiếp theo, hình số 19, một mầm tơ dài trên 1 mét ạ. Trên 1 mét. Em bán hình này với giá 780 của chú anh chị nhá. Hình số 20. Hình 20 này em bán với giá 400.000 một mầm tơ dài trên 40 sen kèm theo rất nhiều thân già. Hình số 21 với giá 560 ạ. 560 một mầm tơ khoảng tầm 7 80 sen. 560.000 cho dề này. Hình 22 giá 550.000, một thân cực kỳ là nù đẹp luôn, vừa nù vừa rụt đẹp luôn cô chú anh chị này. Dài khoảng tầm 5-60 cm, 60 cm nhé, 550.000. Và bên này là một giò dề, nếu như mà có lá thì phải nói nó sẽ là rất là khủng và rất là đẹp, rất là đẹp luôn nhé. Dề này em thấy là hiện tại là nó có 3 mầm tơ này, 3 mầm tơ và kèm theo quá là nhiều thân già thì thôi rồi đấy ạ. Xum xuê như thế này cô chú anh chị về ghép cũng phải sang xuân, cô chú anh chị kể cả mới chơi thì cũng được một giò để điệp đẹp vô cùng luôn nhé. Cái dề phi điệp tím này cô chú anh chị nhỉ, nhìn rất là nhiều kỳ ở trên nữa. Dề điệp này em xin phép được bán với giá là 2.100.000. 2.100.000 cô chú anh chị có thể sở hữu một giò điệp của vùng Cao Bằng rất là đẹp luôn. Đó. Còn bên này là dòng đen rô Úc này. Đen rô Úc mắt đen, và cô chú anh chị có thể cùng xem cho em mặt hoa nở thực tế nhá. Mặt hoa nở thực tế của dòng đen rô Úc tại nhà vườn, và hiện tại là nó đang nở đấy nhá. Đó, rất hiện tại là đang nở nhá. Cái mặt bông cánh tím đậm và cái họng đen đẹp như thế này. Bông hoa rất là to, hương thơm và rất là bền cô chú anh chị nhá. Hàng hiện tại thì nó đang có nụ, hiện tại là đang có nụ hết này cô chú anh chị này. Đó. Về nơi ấm thì có thể sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị nhá. Và em có cái hình trước tiên là hình số 24 ạ. Hình 24 rất là sum suê như thế này, em bán với giá là 620.000 nhá. Hình 25 với giá là 600.000 ạ. Hình 26 với giá là 650.000. Hình số 27 với giá là 650.000. Sang bên này sẽ là những cái phần châu Thái, em đã chia ra theo từng hình. Hình 28. Hình số 28 với giá 280 ạ. 280 cho hình này, có một cây này đang có nụ nhé, tất cả các cái cây đều đang có nụ chú anh chị nhé. 2 này, 3, 4 ạ. 4 cây này 280 nhé cô chú anh chị. Hình châu Thái ạ. Hình 29 240, 1 cây, 2 cây, nói chung là hình nào cũng đều có nụ hết. 3, 4 này, 5, 6 cây, 6 cây có 240 cô chú anh chị xem ạ. Hàng trưởng thành và có nụ rồi mà 6 cây 240 tính bao nhiêu nhỉ? Cây có 40.000. Quá là bèo luôn ạ. 624. Tiếp theo hình 23, hình 30 với giá 240, cây số 1 này, cây số 2 này, cây số 3 và cây số 4 này ạ. Tiếp theo là hình số 31 với giá 260, cây 1 này, cây 2, cây số 3, cây số 4. Hình số 32 với giá 240, cây 1 này, 2 cây này, 3 cây, 4 cây, 5 cây và 6 cây. Hình số 23 270. 33 270 ạ, cây 1 này, 2
3 4 cây. 4 cây như vậy có 270 nhá. Cây nào cũng hình nào cũng nụ hết nhá. Hình 34 với giá 320, 3 cây rất là lớn đẹp ạ. Cây số 1 này. Cây 2 đây. Và cây số 3. Đó, 3 cây như vậy. Giá chỉ có 320.000. 320.000 cho 3 cây này. Tiếp theo là hình số 35 với giá 280. 1 2 3 4 cây nhá, cô chú ý chị. 280, hình số 36 với giá là 290, cây 1 này, cây 2 này. 3 cây rất là to đẹp nhá, bản lá dày ạ. 290. Hình số 37 với giá 280, cây 1 này. 2 3 4 5, 5 cây. 5 cây với giá là 280 ạ. Hình số 38 là hình châu rừng cô chú anh chị nhá. Châu rừng bóc trụ rất là đẹp này. Hình 38 400.000, 2 cây châu bản lá to đẹp. Đấy, rất là sai nụ luôn. 400.000 cho hình này. Rất là đẹp nhá. Hình tiếp theo hình 39 với giá 560. 2 cây bản lá mít cực đẹp luôn ạ. Cây số 1 này. Ôi cây dưới này 4 nụ luôn mà nụ nó dài quá rồi nên ảnh hưởng bớt rồi. Rất là đẹp. Hình này là 560 của chú anh chị nhá. Tiếp theo hình 40 với giá 340. Cặp châu này 340 này. Cây nào cây đấy bản lá to, rất nhiều cặp lá như thế này. Hình số 41 với giá 300. Hai cây châu này, bản lá mít đẹp như thế này. Giá là 300 thôi. Trời ơi, quá là rẻ luôn ạ. Hình số 42, hai cây châu mít. Bản lá quá là to, dày cộp đẹp như thế này. Hình này em bán là 370.000 cô chú anh chị nhá. 370.000. Cặp trâu này quá là đẹp. Hình 43 306. 360 cho 3 cây này. 3 cây trâu rất là đẹp này, 360 nhá. Hình số 41 với giá 320. Một cặp hai cây trâu này 320 ạ. Hình số 45 380. Cây bản lá mít siêu đẹp luôn. Cây số 1 này, cây số 2. Cây này thì quá là tuyệt vời. Hình này 380.000 cho hình này. Hình số 45, hình 46. Hình 46 này, cặp trâu này em bán 390 nhá cô chú anh chị. Hai cây bản lá rất là to như vậy có 390 ạ. Hình số 47, một cây duy nhất. Siêu đẹp luôn. Đó. Bản lá to cực đẹp luôn như thế này. Nụ to đùng luôn, em bán 300.000. Hình số 48 450. 450 hai cây châu rất là to, bản lá rất là to này cô chú anh chị. 480 nhá. Hình số 49 với giá 300.000, hai cây châu này một cây lỗi lá này. Cây dưới này. Hình số 50 460. 460 cho hình này. 3 cây châu ạ. Hình số 51 này, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. 51 một cái giò cáo lá xếp rất là đẹp luôn. Rất là nhiều cây nhá. Ở ghép ở cái thế trụ rất là đẹp, cây rất là khỏe luôn, bám rễ rất là lâu rồi cô chú anh chị nhìn này. Đấy, tứ phía đều cây và các cây vòi hoa năm ngoái này vươn rất là cao dài luôn. Giò cáo xếp xanh ngắt đẹp như thế này. Em xin phép được bán với giá là 350.000 cho giò này nhá. À, một phần giá hương đuôi cáo duy nhất ạ. Những cây cáo cực xinh luôn cô chú anh chị này. Lá căng mướt và không hề bỏ lá chân rất là đẹp như thế này. Em bán 180.000 cho phần này nhá. Và một cái dề đùi gà cũng đang sưng nụ đấy ạ. Một dề gà vùng Cao Bằng đang sưng mắt nụ. Em bán hình này 300.000. Giò gà này 300.000 cô chú anh chị này. Rất là nhiều thân hoa luôn ạ. À, đây là em có các phần kèn. Cây phần kèn, mỗi một phần kèn như vậy em bán 200.000 cho quý chị nhé. Mỗi một phần kèn 200.000 ạ. Và phần chồn này 150.000 cho phần chồn này. Hoàng thảo lụa vàng, mỗi một phần như vậy em bán là 120. 120 cho một phần lụa vàng này. Phi điệp vàng này. Lô phi điệp vàng này em bán là 120.000 cho lô phi điệp vàng này. Ngọc thạch 3 màu, mỗi một phần ngọc thạch như vậy em bán là 60.000. 60.000 cho một phần ngọc thạch. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên em có ạ. Và riêng hàng đai châu thì em có cả hàng cân và hàng hình. Thì cô chú anh chị muốn lấy hàng theo cân hay là theo hình chọn cho dễ thì có thể báo để em sẽ chọn hàng cho cô chú anh chị ưng ý nhất nhé.
Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi cái clip bên cơ sở đang dùng nhà em ạ.